Còn tại huyện Đông Anh, Hà Nội có rất nhiều các xưởng sản xuất như là ép gỗ, đốt cao su, nấu sắt thép. Từ nhiều năm nay, những xưởng sản xuất này hoạt động đã khiến cho môi trường trở nên ô nhiễm, đặc biệt là khói bụi và khiến cho bầu không khí trở nên ô nhiễm hơn. Đã có nhiều kế hoạch và chủ trương dẹp bỏ các xưởng sản xuất này của chính quyền địa phương. Thế nhưng, những doanh nghiệp này thì vẫn cố tình ngang nhiên hoạt động. Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, nơi có tới 15 doanh nghiệp đang hoạt động. Ngôi nhà của bà Kỳ nằm sau khu sản xuất của xã Việt Hùng. Đây là những gì bà cùng hàng trăm hộ dân trong thôn phải chịu đựng. Khói, mùi hôi và cả bụi than từ những lò đốt cao su và xưởng ép gỗ. Từ nhiều năm nay, nhà bà Kỳ chưa bao giờ được sạch sẽ. Suốt ngày coi như là lúc nào cũng phải người hơi mùi phải đóng cửa, không lúc nào mở cửa, khách vào là bật điện. Chứ còn không ấy, sáng ra là chân cái tay cứ đen xì là như đi bãi than. Thế xong bảo là cứ mắng cháu bảo là sao mà chúng mày không rửa chân. Xưởng đốt cao su này là một trong những thủ phạm khiến cho môi trường ở xã Việt Hùng đang trở nên ô nhiễm trầm trọng. Theo người dân ở đây thì việc đốt cao su của xưởng này diễn ra chủ yếu vào buổi chiều và ban đêm. Được biết, xưởng đốt cao su này đã bị đình chỉ hoạt động. Thế nhưng thời điểm nhóm phóng viên có mặt, trong xưởng vẫn có nhiều cao su và gỗ được tập kết về. Thường đi qua đấy là bị sặc tắc cổ luôn, không bịt khẩu trang là tắc cổ luôn. Cho dân ở đây rất khổ, mà ở đây thì đã kêu bao nhiêu lần, nhiều lần làm đơn lắm nhưng mà không được giải quyết vấn đề gì. Tại xã Việt Hùng, hiện có 15 xưởng sản xuất tập trung tại khu vực này. Trong đó, chủ yếu là các xưởng chế biến gỗ và xưởng đốt cao su, xưởng nung sắt thép. Than, gỗ, các vật liệu đốt được tập kết về đây gây ô nhiễm môi trường. Nhất là về đêm, không khí rất là nặng mà khó chịu. Mà chúng tôi còn lo là về cả nguồn nước ấy. Nước bây giờ là ngày xưa nước rất là sạch, nhưng bây giờ là nó có váng mà nó có mùi. Mặc dù đã qua lọc rồi vẫn cứ bị. Được biết, Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh đã có kế hoạch đình chỉ các xưởng sản xuất này. Thế nhưng, nhiều xưởng vẫn ngang nhiên hoạt động. Có xưởng bị đình chỉ, tháo dỡ thì lại quay sang sử dụng mặt bằng với mục đích khác. Điển hình như cơ sở này, không đốt lò nấu sắt thép thì nay sử dụng mặt bằng để chứa và tháo dỡ nhiều thùng hóa chất độc hại gây ô nhiễm môi trường. Chúng tôi ngày hôm đầu tháng 8 đã thành lập cái chốt ở tại điểm đó. Hiện nay thì một số doanh nghiệp đã khắc phục bằng cách là dừng sản xuất, di chuyển toàn bộ nguyên liệu, phá dỡ nhà xưởng, không thực hiện được. Còn một số thì vẫn còn chưa thực hiện, cam kết là tháng 8 tôi vẫn quyết liệt là lập chốt để không cho nguyên liệu đầu vào, không cho các hộ, các cơ quan sản xuất nữa. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 8, xã Việt Hùng phải xử lý xong những xưởng sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Kế hoạch là vậy, còn các xưởng thì vẫn cứ hoạt động. Và điều khiến cho người dân nơi đây băn khoăn đặt câu hỏi là vì sao và ai đứng sau những doanh nghiệp này khiến họ ngang nhiên bất chấp pháp luật đến vậy.